Xin chào tất cả các bạn. Mình là Tú. Và đây là kênh vlog của mình, kênh Tú Hello. Hôm nay mình sẽ giới thiệu kênh vlog của mình và vì sao mình lại làm kênh vlog này. Mình làm kênh vlog này vì muốn chia sẻ cho tất cả các bạn những nơi mà mình đi, những gì mà mình biết và những món mà mình ăn là như thế nào, và những nơi mà mình đi là như thế nào. Vì mình rất thích đi du lịch, mình sẽ quay video trực tiếp những nơi mà mình đến để chia sẻ cho các bạn những điều thú vị và chân thật nhất. Dù cho các bạn ở nhà, các bạn cũng sẽ chiêm ngưỡng thật sâu sắc về những cảnh vật nơi đó, và mình sẽ thưởng thức những món ăn nơi đó, và mình chia sẻ cho các bạn những địa điểm ăn uống, những món ăn nào ngon để cho các bạn có dịp đi đến. Và tôi rất mong rằng các bạn sẽ đi đến nơi đó vào một ngày không xa. Và thứ hai, mình chia sẻ những kinh nghiệm hiểu biết của mình. Và vì mình rất thích đọc sách, mình sẽ chia sẻ cho cả các bạn những cuốn sách hay và những cuốn sách nào mình tâm đắc nhất. Và nó sẽ có nhiều lĩnh vực khác nhau, như cuốn sách kinh doanh và những cuốn sách về Phật Pháp, giáo lý, và rất nhiều cuốn sách mà mang lại cho chúng ta những kinh nghiệm quý báu và có thể ảnh hưởng đến cả cuộc đời của các bạn. Mình cũng rất mong những cuốn sách mình chia sẻ ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn và giúp ích về điều tích cực chứ không phải mặt tiêu cực đối với các bạn. Và mình chia sẻ những món ăn mình tự tay làm, mình tự tay chế biến, và mình sẽ chia sẻ tất cả các công thức mà mình cảm thấy ngon và hài lòng về nó. Rất mong các bạn có thể tự tay làm theo đúng hương vị của mình và có thể cảm nhận được sự đặc biệt qua từng món ăn mình chế biến. Rất mong là các bạn sẽ có nhiều niềm vui khi xem những video của mình. Nếu các bạn thấy những video mình hay thì hãy chia sẻ cho cả bạn bè để cùng thưởng thức và đừng giữ cho riêng mình nhé. Nếu thích thì hãy like và share, nhấn subscribe ở đây để đăng ký và để nhận video mới nhất từ mình. Mình sẽ upload video hàng ngày để các bạn có thể trực tiếp lên xem những video của mình. Yên tâm, một ngày mình sẽ up tối thiểu 1-2 video là tối thiểu. Mong tất cả các bạn thấy món video mình này mình sẽ giúp ích cho tất cả các bạn. Và đoạn giới thiệu về kênh của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại.